12. Thế nào, hiểu chưa? Qua bên đó xem thử. Vâng. Chúng tôi qua bên kia xem thử. Lên đó xem đi. Bên đó có điều tra được gì không? Không có. Cảm ơn nhé. Được rồi. Như vậy đi. Mau đi thôi. Vâng. Đội trưởng Tiêu. Đi thôi. Vâng. Hello. Tới rồi à? Ngồi đi. Tôi muốn góp dư cùng với mọi người một chút. Không biết mọi người có để ý không? Không sao. Phong tiên sinh. Anh tôi không hút thuốc. Cảm ơn. Không sao đâu anh Thương. Anh Thương không để ý người khác hút thuốc. Vâng, không để ý. Phong tiên sinh. Anh uống rượu đi. Tôi vẫn luôn nghe Tiểu Vũ nói anh Thương suốt. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp. Nào, uống rượu. Kính Phong tiên sinh. Nào thử đi. Lâu rồi không làm. Tay nghề cũng hơi đi xuống. Đũa của Phong tiên sinh đâu? Tiểu Vũ, đây. Thử đi. Anh thử đi. Hôm nay anh không cần thực đêm à? Quánh quánh, anh thấy chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Về chuyện gì? Nghiêm túc gì chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải em đã nói với anh rồi à? Em nghi ngờ thân Thế Kiệt giả dạng làm Phong Tiêu Thanh. Nghi ngờ hắn có đồng bọn ở trong sở cảnh sát. Vì vậy cố tình tránh xa sở cảnh sát thành phố để đi tố cáo họ lên tỉnh, đúng chứ? Đúng. Kết quả chứng minh phán đoán của em là sai. Phong Tiêu Thanh vốn không phải thân Thế Kiệt. Họ cũng không có đồng bọn trong sở cảnh sát. Có phải không? Phải. Vậy tại sao em không nói sớm cho anh biết? Bởi vì em sợ anh sẽ ngăn cản em. Em sợ anh thấy em là kẻ điên. Bây giờ sự thật chứng minh em là một kẻ điên. Có thể thần kinh của em thật sự có vấn đề rồi.
Có thể em thật sự bị điên rồi. Có thể em thật sự... Anh xin lỗi, xin lỗi. Là anh không tốt. Không sao, em không có vấn đề gì cả. Em không bị điên. Xin lỗi, là do anh không tốt. Em xin lỗi, không liên quan tới anh. Em xin lỗi. Không sao đâu. Phong tiên sinh, tôi uống trước, anh cứ thoải mái. Cạn. Tôi cạn trước. Cạn, cạn. Hay, hay lắm. Thêm một chai, thêm một chai. Nào, 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 thêm một chai nữa. Được rồi, tôi cũng có chút chuyện, cần phải đi. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tôi đi trước. Phong tiên sinh, đi thông thả. Đi thông thả, Phong tiên sinh. Đội trưởng, đã bắt được tàu lượn. Tôi cũng không phạm pháp. Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Đó thật sự là bạn gái tôi. Hai chúng tôi cam tâm tình nguyện. Bị bắt ở trên giường, đang giam giữ với phụ nữ. Trong phòng còn tìm được 500.000 tệ. Hay là cô hỏi tôi số điện thoại và quy chat của cô ấy. Cả liên kết Alipay của cô ấy cũng là thẻ ngân hàng của tôi. Tôi không hỏi anh chuyện này. Vậy thì tôi cũng không phạm phải chuyện gì khác. Nói thử đi, chuyện của anh và Trương Chí Cao. Trương Chí Cao cái gì chứ? Tôi làm gì có liên quan tới hắn. Anh nói thử xem, anh làm chuyện gì với anh ta? Số tiền trong đại diện ngư thôn thì sao? Chuyển đi đâu rồi? Tiền, tiền gì chứ? Tôi không biết cô đang nói gì. Hai ngày nay tôi nghỉ làm ở bên cạnh bạn gái. Tôi không có tới hội sở, cũng không có gặp dao nhọn. Tôi không phí lời với anh nữa. Dao nhọn đã bị giết. Anh thấy liệu bọn họ có tha cho anh không? Tôi thật sự không cướp tiền. Là dao nhọn. Hắn muốn tìm đường thoát thân. Đã đâm lao thì phải theo lao. Cướp lấy số tiền này. Hắn chia cho tôi 500.000 tệ. Kêu tôi trốn đi. Giả giờ như không biết chuyện gì hết. Mọi lời tôi nói đều là thật mà. Nói tiếp đi. Đại Dung, lập tức điều tra tất cả cuộc gọi trong 2 tháng gần đây của Trương Chí Cao, đặc biệt là 2 ngày trước sau khi lão Trần rời đi, xem thử anh ta từng liên lạc với ai. Được rồi, tôi biết rồi. Trương Bằng, cậu đi điều tra một lượt các mối quan hệ xã hội của Thân Thế Kiệt. Trước đây tôi điều tra qua, Thân Thế Kiệt là cô nhi. Ngoài mấy người bạn xấu ra thì dường như không qua lại với ai khác. Đi điều tra lại một lần nữa, cẩn thận hơn chút, không được bỏ qua bất cứ chỗ nào. Đã hiểu. Hiểu rõ mọi thứ về Thân Thế Kiệt. Nắm trong tay điểm yếu của dao nhọn, có thể ép hắn ra tay với cảnh sát. Rốt cuộc là ai chứ? Ai thế? Tiểu Vũ, chị dâu.
Ai? Tiểu Vũ. Chị dâu, sao lại uống thành ra như vậy? Lại uống nữa rồi. Cả ngày chị biết uống. Sao lại uống thế? Sao lắm lời như vậy? Tôi nói cậu nghe nha. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, người nhà phải ra dáng của người nhà, đúng không? Hiểu chưa? Sau này cậu phải học hỏi anh Thương. Đúng, học hỏi. Bà còn đứng đây làm gì? Đi rót trà đi. Còn nói cái gì? Mau đi tắm rồi đi ngủ. Đúng, chị dâu à, chị nhất định đừng tức giận. Anh Thương à, không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Hôm khác chúng ta nói tiếp, không làm phiền anh chị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì chứ, mới mấy giờ đâu? 3 giờ. Tôi không sai bảo bà được, có đúng không? Đi rót trà. Đi. Chị dâu à, đừng tức giận. Đừng tức giận, đừng so đo với ảnh. Anh Thương à, nghỉ ngơi sớm đi. Đừng gây chuyện, tôi rút trước. Cậu quay lại, ngồi xuống. Tiểu Vũ, đừng trách anh Thương độc ác. Anh đây đang cứu cậu. Cứu tôi à? Đúng, cứu cậu. Cậu nghĩ mà xem. Đúng thế, anh cứu tôi. Anh làm như vậy đã giúp tôi rửa sạch hiềm nghi. Khổ nhục kế. Đúng. Đầu óc cậu đúng là linh hoạt. Nói một chút là hiểu liền. Anh Thương dạy phải. Hiểu là được. Không kiêu ngạo. Không được kiêu ngạo. Tôi nhớ rồi. Tôi nói cậu nghe. Chuyện của dao nhọn. Tên nhóc dao nhọn này tâm địa đen tối, ra tay độc ác, lá gan lại lớn. Nhưng mà cậu phải nhìn về sau. Người làm nhiều chuyện thất đức giống như hắn sẽ có kết cục không tốt. Lúc đó tôi nói với cậu, để cậu và dao nhọn duy trì khoảng cách. Tới gần sẽ không tốt cho cả hai, đúng không? Đúng. Nhưng mà vẫn may số cậu tốt, lọt vào mắt của Phong tiên sinh. Phong tiên sinh không phải người bình thường. Là người bình thường, không phải người thường. Đúng, không phải người thường. Đạp xong rồi à? Muốn trút giận tới chỗ tôi sao? Sao lại không đi tìm mấy con bé hồ ly tinh kia? Họ tốt biết bao. Ai cũng biết nóng, biết lạnh. Gọi Nhuệ Trì về đi. Gọi điện thoại cho Nhuệ Trì, kêu nó mau về đây. Kêu Nhuệ Trì về cũng phải nói với anh cả chứ. Nhuệ Trì nói rồi, anh cả sẽ không cho nó về. Vậy đừng nói cho anh cả biết, để Nhuệ Trì trực tiếp bay về đây. Sao thế? Tại sao chứ? Nói rồi bà cũng không hiểu. Kêu bà gọi thì cứ gọi đi. Anh cả không phải mù, cũng không phải điếc. Nhuệ Trì về mà sao anh ấy không hay? Bà cứ nói, tôi đánh bà rồi, muốn ly hôn cùng bà. Ông bị điên rồi có phải không? Ông nói ra một cách không chớp mắt như vậy có phải không? Ông không sợ tôi bỏ thuốc chuột vào trong hồ nước của ông à? Tôi chỉ giúp bà tìm cớ thôi, ví dụ thôi.
Nhụy Trì mà không về, tôi thật sự không còn gì nữa. Tôi thật sự biến thành kẻ nghèo kiết xác. Bà còn sống cùng tôi không? Tới lúc đó, đừng nói tôi muốn ly hôn, là bà muốn ly hôn trước. Sao anh về sớm như vậy? Chẳng phải trước đây nói phải cuối năm mới về à? Anh quá nhớ em, nhớ em tới nỗi không ngủ được, nên đã mua vé về. Em không tin. Lừa hả? Tin hay không thì tùy. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, diễn đàn này mang tính quốc tế, ảnh hưởng không hề nhỏ. Ở đó các em không chỉ đại diện Nam Đại, mà còn đại diện cho thành phố, tỉnh chúng ta, đất nước chúng ta. Tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Nhất là các thầy cô dẫn dắt đội, các thầy cô phải có trách nhiệm. Học sinh của ai xảy ra vấn đề, tôi sẽ tìm người đó hỏi tội. Chào chị. Chị là mẹ của Dư Trường Ba à? Cô là cô giáo Kha. Tôi hỏi kiểu gì thằng bé cũng không nói. Hỏi dồn quá, nó bèn nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không chịu gặp ai. Trường trường nhà chúng tôi đó giờ không gây chuyện thị phi, sao lại bị người ta đánh thành ra như vậy? Cô giáo Kha, không phải tôi muốn tìm trường gây phiền phức. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc con nhà chúng tôi đã gặp phải chuyện gì. Mẹ Dư à, chị đừng nóng ruột, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chuyện này tôi nhất định sẽ cho chị câu trả lời. À phải, mẹ Dư à, số tiền này là các bạn cùng lớp quyên góp cho Dư Trường Ba, chị nhận đi. Không không không, tôi không đến để đòi tiền. Tôi không thể nhận tiền. Chị nhận đi, đây đều là tấm lòng của mọi người. Tình hình hiện tại của Dư Trường Ba có thể cần phải can thiệp tâm lý. Nếu chị không tìm được bác sĩ giỏi để tôi giới thiệu, chi phí tôi trả. Chuyện trường học thì chị không cần lo. Tôi đã xin cho em ấy nghỉ bệnh trước, xem tình hình của em ấy. Nếu như vẫn không ổn thì tạm thời nghỉ học nửa năm. Đều do cô giáo như tôi không tốt, không chăm sóc tốt cho học sinh của mình. Sau khi chị về, hãy gửi tài khoản ngân hàng cho tôi. Học bổng của Dư Trường Ba sắp được phát, tôi sẽ chuyển cho chị. Học học bổng à? Học bổng gì? Là một quỹ giáo dục chuyên thưởng cho các học sinh xuất sắc. Tôi đã viết đơn xin cho Dư Trường Ba. Cảm ơn cô giáo Kha. Trương Chí Cao có hai số điện thoại, nhật ký cũng gọi rất nhiều. Trong đó phần lớn đều là khách đến câu lạc bộ của anh ta. Chúng tôi điều tra hết một lượt, phần lớn đều gọi được, nhưng mà có ba số khóa máy, hai số không tồn tại. Còn có mấy số là kiểu điện thoại quảng cáo, nhưng mà trong đây có ba số điện thoại rất khả nghi, là kiểu điện thoại ảo. Mỗi số điện thoại được dùng trong khoảng một tuần thì không dùng nữa. Chính là người này rồi.
Vậy còn thời gian xếp trần xảy ra chuyện, Trương Chí Cao và số thứ hai trong ba số điện thoại này liên lạc rất thường xuyên. Mãi không tìm thấy điện thoại của Trương Chí Cao có phải không? Không thấy. Bên cậu sao rồi? Em đã tra hết tài liệu về thân thế Kiệt. Chưa tốt nghiệp cấp 2, hắn đã lăn lộn đầu đường xó chợ. Sau đó được phong mãnh thu nhận về dưới trướng. Dựa vào đầu óc linh hoạt, giả mang tàn bạo, nhận được sự coi trọng của phong mãnh, trở thành tay sai hàng đầu trong đám đàn em. Chỉ có 3 người thân thiết với anh ta: chó gầy, lão hồ và dao nhọn. Tên có biệt danh là lão dầu thương, chỉ làm nhiệm vụ cho dây ở sòng bài. Chỉ có thể xem như có quen biết thân thế Kiệt, không có quan hệ thân thiết. Không còn quan hệ xã hội nào khác à? Hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên ở diện Phúc Lợi, không có người thân bạn bè gì hết. Hắn chết, gần như không có ai nhớ tới hắn. Phim được thuyết minh bởi Mango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cậu đang vẽ cái gì? Tóm lại trông na ná như vậy. Bình thường trông như mặt dây chuyền, không biết mài vào đâu mà có thể tạo ra phần mũi vô cùng sắc nhọn. Lần trước cái đấy suýt chút nữa đã đâm vào cổ tôi. Theo như cậu nói, thứ mà cậu vẽ cơ bản trùng khớp với hung khí giết chết lão hồ, cộng thêm thời gian anh ta rời khỏi nữa. Cậu nói xem, Phong Tiêu Thanh giàu có như vậy, giá trị bản thân lên đến hàng chục tỷ, sao cậu ta lại để ý chút tiền cỏn con đó chứ? Với thân phận của cậu ta, sao phải đích thân ra tay mà không báo cho chú hai? Còn nữa, vừa phá nát mặt vừa chặt tay, thù quán phải lớn cỡ nào? Không đúng. Đội trưởng Tiêu, tôi cứ cảm thấy đám người Phong Tiêu Thanh đều vô cùng phức tạp. Là sao? Tôi cũng không thể nói rõ. Anh cứ nói. Phong Tiêu Thanh và cô gái tên Kha Tiểu Văn, anh nói xem hai người bọn họ có quan hệ gì? Tôi đã trơ mắt nhìn cô ấy sắp bị anh ta bóp chết mới xông lên. Kết quả thì sao? Hai người này lại xem như chưa xảy ra chuyện gì. Anh nói xem hai người họ là kiểu nhân vật gì. Còn nữa, anh nói xem ông chủ giàu có như Phong Tiêu Thanh, theo lý mà nói, bình thường đều phải lịch sự, đúng không? Nhưng mà vị này của chúng ta lại khác. Bình thường ăn nói cử chỉ, ánh mắt giống hệt tên sát thủ chuyên nghiệp ở trong phim. Ngay cả dao nhọn cũng sợ anh ta, sợ hơn chú hai rất nhiều. Gặp anh ta cứ như gặp quỷ, khiến cho người ta cứ cảm thấy. Cảm giác của cậu thì sao? Thời gian gần đây tôi tiếp xúc với anh ta, cảm thấy anh ta không giống vẻ bề ngoài. Nói như vậy, tôi cảm thấy anh ta không phải chính mình. À phải, đội trưởng Tiêu, A Khôn sao rồi? Tìm thấy chưa? Đi tìm rồi, đã chết. Cả ông chủ quán bánh chưng thịt cũng biến mất. Biến mất à? Tuyệt đối không phải trùng hợp. Chủ nhà trước đây của anh ta vẫn luôn đi công tác xa. Có hôm nhận được điện thoại của chủ quán này, bảo là dưới quê có chuyện, không làm nữa. Ngay cả tiền cọc trước nửa năm cũng nói là không muốn lấy lại. Sau đó người chủ cho thuê đi công tác về, gọi lại cho anh ta thì không tìm thấy.
Tôi cũng đã phái người điều tra. Gia đình này vốn chưa từng về quê. Cửa tiệm đang mở ngon lành, nói mất tích là mất tích. Một người mở tiệm bánh chưng thịt, chả có liên quan gì cả. Không phải cậu nói trước đây anh ta từng gặp Thân Thế Kiệt à? Đúng. Cậu đã có thể nghĩ tới chuyện bảo tôi điều tra ông chủ tiệm. Sao họ không nghĩ tới dọa anh ta chạy mất chứ? Đương nhiên, mong là chỉ dọa chạy mất. Nhưng mà trước mắt vẫn chưa có dấu vết bị hại. Chính vì từng gặp Thân Thế Kiệt nên bị dọa chạy mất à? Thời đại nào rồi? Trước đây lão Trần vẫn luôn điều tra vụ án Thân Thế Kiệt nên đã bị hại. Ông chủ quán bánh chưng cũng vì trước đây biết Thân Thế Kiệt mà đột nhiên biến mất. Rốt cuộc trên người Thân Thế Kiệt đã chết còn bao nhiêu bí mật đáng để cho những người này phải phí công tốn sức loại bỏ tất cả dấu vết trước đây? Đám súc sinh này là gì vậy? Mấy người làm cảnh sát như các anh không thể quản được à? Cậu nói xem, chúng tôi quản kiểu gì? Rất đơn giản. Thân Thế Kiệt, dao nhọn đều là tay sai của chú hai. Họ giết người chắc chắn liên quan tới ông ấy. Bắt chú hai thẩm vấn. Thật sự không được thì bắt luôn cả Phong Tiêu Thanh. Bắt hết tất cả rồi thẩm vấn không phải rõ hết à? Bắt người thì đơn giản thôi, nhưng mà cậu có chứng cứ không? Không phải. Chứng cứ quan trọng hơn mạng người à? Cái chết của chú Trần chắc chắn do họ làm. Còn phải mất bao nhiêu mạng nữa bọn anh mới chịu bắt người? Mỗi một mạng người chết trong tay bọn chúng, khoan hãy bàn tới chuyện người xấu hay người tốt, đều là sự khiêu khích và sỉ nhục đối với công bằng xã hội và cảnh sát nhân dân. Tôi chỉ muốn tận tay bắn chết đám cặn bã này, nhưng mà tôi làm không được. Súng ở ngay đây. Cậu chỉ cần bóp cò nhẹ thôi, chỉ cần là người đều phải chết. Nhưng mà pháp luật sẽ hỏi cậu dựa vào cái gì? Chứng cứ là gì? Chứng cứ là thứ nói cho mọi người biết chúng là tà ác, chúng ta là chính nghĩa. Chứng cứ là thứ cho mọi người biết lão Trần là anh hùng, là người đã anh dũng hy sinh khi đấu tranh với bọn tà ác. Chứng cứ chính là nguyên nhân để cậu, tôi và cảnh sát cùng phấn đấu. Hiểu không? Tôi hiểu. Bây giờ tôi sẽ tìm chứng cứ. Quay lại. Tiểu Vũ, bây giờ cậu đang phải đối mặt với một đám ác ma giết người không chớp mắt, chẳng khác gì một bầy hổ và sói dữ. Lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên cậu phải vô cùng cẩn thận. Nếu một ngày nào đó không muốn làm nữa, hoặc là cảm thấy quá nguy hiểm, có thể rút bất cứ lúc nào. Đừng quá miễn cưỡng. Đội trưởng Tiêu, bây giờ tôi vô cùng tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì. Tạm biệt. Cậu thấy thằng nhóc này thế nào? Cũng được. Vâng, cảm ơn. Cô Kha quay lại rồi à? Có gì cứ hỏi cô ấy. Có người tìm cô. Được, cảm ơn. Em là... Cô Kha, em là sinh viên năm nhất. Tên em là Trần Hòa Miêu. Tìm tôi có chuyện gì? Em muốn hỏi xem cô có biết Dư Trường Ba ở đâu không? Em tìm lâu rồi, điện thoại không gọi được. Bạn cùng ký túc xá cũng nói là không biết. Không biết.
Em ấy xin nghỉ ốm về nhà rồi. Vậy sao? Cô ơi, cô biết địa chỉ nhà cậu ấy và cách liên lạc không? Em có mượn cậu ấy mấy cuốn sách mà chưa kịp trả. Nhà em ấy không phải ở đây. Hay là em cứ giữ sách, chờ khi em ấy về trường thì trả lại, có được không? Cậu ấy có quay lại không? Có chứ. Tụi bay nói xem, tao nuôi tụi bay làm gì? Tiền cũng không giữ nổi, người cũng không tìm ra. Chúng mày tự nghĩ xem, tao nuôi chúng mày có tác dụng gì? Nuôi chó à? Chú hai, Nam Châu to như vậy, muốn tìm người thì bọn em biết tìm ở đâu? Còn dám cãi. Chú hai à, chú đừng giận. Chú đừng chấp thằng ngốc này. Là tại tôi. Đồ khốn. Sao vậy? Trì thiếu gia. Anh Thương, 2 năm rồi không gặp, sao bây giờ lại màu mỡ như vậy? Không chút trộm tiền của bố tôi đó chứ. Cậu xem mình nói kìa. Con về bao giờ? Con vừa về là tới chào hỏi bố ngay. Ai trong mấy huynh đệ khiến bố tôi nổi giận? Làm gì có. Ở đây không có chuyện của con, về nhà trước đi. Ai? Thật sao? Tin tức không sai chứ? Cậu em à, phiền cậu nghe ngóng giúp tôi. Được, tôi biết rồi. Sao vậy, bố? Dao nhọn đã chết. Dao nhọn chết rồi à? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Người chết rồi, vậy còn tiền? Tiền của bố đi đâu rồi? Xin lỗi, vừa nãy bận hợp nên không có thời gian nghe. Cậu nói đi. Được rồi. Được. Bố à, con thấy số tiền đó không đáng gì, mà lại lừa con từ nơi xa xôi cách trở về đây, khiến bây giờ con chẳng biết làm sao ăn nói với bác cả. Con nói chuyện gì với ông ta chứ? Hai ông già đó sớm đã muốn đá chúng ta ra ngoài. Nhân lúc hai lão già đó cãi nhau, bố gọi con về. Cần gì phải sống ở nơi xa xôi như vậy? Có đúng không? Hoạt động của công ty còn để A Thanh gánh vác, chứ có bao giờ tin chúng ta đâu. Ban đầu A Thanh gặp bố còn gọi chú hai rất thân thiết, bây giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu hết. Còn có lương tâm hay không? Họ không động não xem. Nếu không có bố đứng ra đánh giết cho họ, thì hai ông già đó đã sớm bị tẩn như tử rồi. Bố à, bố đã hiểu lầm bác cả. Tiền của công ty mấy năm nay phần lớn đều qua tay con cả. Các bác không hề đề phòng chúng ta. Qua tay con thì có vào tài khoản của con không? Có dám rút ra xài không? Tiền đó con tiêu kiểu gì? Thế thì coi như không có gì. Bố nói như vậy, bố nói này, đừng bỏ ngoài tai, đừng coi thường ông già này. Mặc dù chưa học xong lớp 2, nhưng mà bố không có ngu. Bọn họ lúc nào cũng đề phòng chúng ta, muốn đá chúng ta ra ngoài. Con nhìn cái gì? Thân cái điện thoại hơn cả bố à? Bố không thấy nhân duyên của con trai bố tốt hơn bố à? Biết tin con từ nước ngoài trở về, người ta còn đang xếp hàng hẹn con ăn cơm. Hẹn cái gì? Ăn chết luôn đi. Đám bè phái của con chẳng có đứa nào ra gì. Cũng tại lũ bạn tốt luôn coi trọng A Thanh hơn. Người ta tốt như vậy rồi, con nhìn lại con đi. Cả ngày ra ngoài uống rượu chơi gái ra, còn biết làm gì không?
lãng phí tiền của bố. Cục trưởng Lưu, đội trưởng Tiêu, chúng ta quay về chủ đề chính. Hôm nay mượn chỗ ngồi này vì muốn thông báo với mọi người, gần đây nhà họ Phong có biến. Phong Nhuệ Trì vừa tới Nam Châu sáng nay, cậu ta và Phong Tiêu Thanh lần lượt đi du học. Phong Tiêu Thanh tốt nghiệp về nước, nhưng mà cậu ta thay đổi quốc tịch, lưu trú lâu dài tại nước ngoài. Bao nhiêu năm nay, cậu ta không hề có sự nghiệp nào ra hồn. Bề ngoài có vẻ là công tử bột, chỉ biết ăn chơi. Thực tế không phải như vậy. Đây là bản đồ nguồn đầu tư tại nước ngoài của nhà họ Phong. Mọi người nhìn đi. Chúng tôi có điều tra về việc đầu tư tại nước ngoài của nhà họ Phong, và phát hiện ra họ đã lợi dụng việc đầu tư để tuồn một khoản tiền lớn. Số tiền đó đều đi qua kênh đầu tư vô cùng phức tạp, cuối cùng đều dồn vào một tài khoản bí mật trên quần đảo Cayman. Hai năm nay, Phong Nhuệ Trì thường xuyên tới đảo đó lướt sóng. Tuần gần đây nhất, điều tra viên của chúng tôi phát hiện thủ hạ của Phong Mãnh đang tiến hành thanh lý tài sản tại Nam Châu và các vùng xung quanh. Tính ra con số ít nhất cũng đạt 4,5 triệu tiền mặt. Vì muốn theo dõi đường đi của số tiền này, chúng tôi không hề ngăn chặn. Nhưng mà sau đó số tiền này không hề xuất hiện, mà lại bốc hơi vô cùng thần bí. Phong Nhuệ Trì ở nước ngoài lâu năm, đột nhiên quay về, nhất định là có liên quan tới số tiền trong gia đình cậu ta. Có điều họ vội vàng huy động số tiền lớn như vậy để làm cái gì? Cục trưởng Lưu, các anh có manh mối gì không? Đồng Bân, nói tình huống chỗ các cậu đi. Vị tướng chủ lực trong tay của Phong Mãnh, Trương Chí Cao vừa bị giết, chắc là có liên quan tới số tiền mặt mà đội trưởng Lý nhắc tới. Hiện chúng tôi đang điều tra, trước mắt vẫn chưa có manh mối. Yên tâm đi, chỉ cần điều tra của đội trưởng Tiêu có tiến triển, tôi sẽ lập tức liên hệ với anh. Có phải vừa rồi cậu còn chưa nói hết? Đã tìm ra nguyên nhân cái chết của lão Trần là do Trương Chí Cao chủ mưu. Trương Chí Cao và lão Trần có quan hệ lợi ích trực tiếp gì à? Anh nói rất đúng. Chắc chắn là không có. Cho nên cái chết của Trương Chí Cao chắc là có liên quan tới chuyện này. Bước tiếp theo, cậu định làm gì? Tiếp theo, chúng tôi dự định chủ động ra tay, cố ý bức dây động rừng, khiến nội bộ bọn chúng lục đục, để người của chúng ta mau chóng trở thành tay chân đắc lực của bọn chúng. Các cậu phải chú ý, việc Phong Tiêu Thanh có phải thân thế kiệt hay không trong cuộc điều tra này. Cục trưởng yên tâm, tất cả đều đang nằm trong kế hoạch kiểm soát. Anh là khách mời quan trọng trong ban tổ chức năm nay, còn có tạp chí muốn phỏng vấn anh. Vừa nãy cậu nói gì? Tôi nói anh là khách mời quan trọng trong ban tổ chức năm nay, còn có tạp chí muốn phỏng vấn anh. Cứ nói tôi không khỏe. Chủ tịch à, những ai có thể từ chối tôi đều đã làm cả rồi. Diễn đàn này rất quan trọng. Anh và ngài Garcia là bạn tốt lâu năm, không đi thì không ổn. Vậy phải xem bản lĩnh của anh tới đâu. Chủ tịch à, khi tâm trạng không tốt, cậu thích làm gì? Với lớp người như bọn tôi, đi uống rượu, chém gió với các huynh đệ. Nghe cậu hết, chúng ta đi uống rượu. Không. Chủ tịch à, không phải anh còn có chuyện phải làm sao? Cậu vừa gọi tôi là gì? Chủ tịch. Phải rồi, cứ để họ chờ. Đi thôi. Cảm ơn. Có làm phiền chú hai không? Do chúng tôi vô dụng. Ai được việc? Dao nhọn hay là thân thế kiệt?
Ở chỗ chú hai, càng được việc càng nhanh chết. Tiểu Vũ, Phong tiên sinh, đi đón Kha tiểu thư. Dạ hiểu. Nhóc Tiểu Vũ này nhìn có vẻ lương lẹo nhưng mà vô cùng thật thà. Lúc đó nếu không phải dao nhọn ép thì tôi thật sự không nỡ nhả cậu ta ra. Dao nhọn ép là sao? Nói đi. Phong tiên sinh à, anh không phải người ngoài, tôi không dám giấu. Thằng nhóc đen đuổi Tiểu Vũ từng bắt gặp dao nhọn giết cảnh sát.